Xin chào các bạn, chào mừng các bạn với bản tin du học IDC News. Hôm nay đang xin thay mặt cho công ty du học IDC xin thiệu các bạn một chương trình rất là hấp dẫn. Đó là chương trình học bổng từ 25 cho đến 100% quý toàn phần của Đại học James Cook ở tiểu bang Queensland, nước Úc. Tiểu bang Queensland là một tiểu bang trẻ, đang phát triển và rất khao khát nguồn nhân lực. Đại học James Cook là đại học lâu đời thứ 2 tại tiểu bang Queensland. Và Đại học James Cook có 3 cơ sở, đó là trong đó có 2 cơ sở lớn nhất tại Cairns và Townsville, nằm ở ngay bờ đông nước Úc, nơi có dạng san hô lớn nhất thế giới, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới được UNESCO công nhận. Trường tổ chức giảng dạy rất nhiều ngành nghề, trong đó các ngành nghề thế mạnh của trường là kinh tế, giáo dục, khách sạn, nhà hàng và du lịch và công nghệ thông tin, với học phí cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ khoảng 21.500 đô Úc một năm. Các nhà tuyển dụng Úc thì luôn luôn hài lòng với chất lượng học viên tốt nghiệp từ trường Đại học James Cook. Theo thống kê năm 2017, trường James Cook là trường học duy nhất tại tiểu bang Queensland được sổ tay các trường đại học chất lượng đánh giá 5 sao về tỷ lệ học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp trong 7 năm liền. Cho nên là các học viên hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng có việc làm của mình cũng như cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp tại trường James Cook. Hiện tại thì trường James Cook đang có chương trình học bổng rất hấp dẫn dành riêng cho sinh viên Việt Nam, với giá trị học bổng từ 25% cho đến 100% học phí toàn khóa học, với những học viên có điểm trung bình đầu vào từ 7.0 trở lên. Đặc biệt, hiện tại Đại học James Cook đang có nhiều chương trình học bổng hấp dẫn dành riêng cho sinh viên Việt Nam, với giá trị học bổng từ 25% cho đến 100% học phí dành cho những học viên có điểm đầu vào từ 7.0 trở lên và có điểm IELTS từ 6.0 trở lên. Đặc biệt, các học sinh lớp 11 có thể tham gia ngay khóa học của Foundation của trường James Cook và nhận ngay học bổng 2.500 đô Úc ngay khi đạt yêu cầu tuyển sinh đầu vào của trường. Do học bổng mang tính chất first come first serve, cho nên là các bạn hãy đăng ký nhanh tay để có thể lấy được những suất học bổng cao nhất đến từ trường Đại học James Cook nhé. Mọi chi tiết xin liên hệ thêm với công ty IDC số 180 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ số điện thoại 0983 906 964.